hôm nay ngày rằm cho nên anh kêu đậu hũ chiên giòn nha. Đậu hũ mà lấy cái đậu hũ tam giác á. Ở giữa kẹp mấy lát thịt. Đậu hũ mà nó hình tam giác thì có không? Em nói bếp rồi. Cho ba chén mắm tôm. Đưa lên hồi sò thì không có nguyên chùm lông không? Giặt hai nắp ra lông không? hỏi sao anh muốn ăn lông thì đâu mở ra giống chùm lông nách vậy đó. Giờ chỉ có nhảm thì mới uống nổi thôi, vô quà uống quá trời. Đậu chết rồi. Đũa muỗng có luôn. Đậu bằng tay à? Cho anh đũa muỗng nha anh. Thôi tấm tôm nè. Thấy chưa? Muốn cho anh bóc không nè. Thôi, một cây luôn. Thôi, thử. Giống như ăn miếng bò Huế vậy đó. Rồi. Ra cái này phải bỏ chanh vô. Quậy làm như này lên. Làm như quán cò lã vậy. Rồi. Thịt cay luôn. Nếm miếng à. Quá. Chua. Thử chưa? Chua. Thấm tôm rượu mẻ rồi, ok chưa? Trời ơi. Thử bên kia rồi em, thử trong kia. Rồi, lên chốt. Lên chốt rồi nha, lên chốt chưa? Dành. Rồi đủ rồi đó. Về nhậu về được rồi. Ngồi đâu không? Có trái cây ớt ngon rồi ha. Ngon lắm. Cái đã ăn vô rồi, cái là kêu là có sẵn ăn rồi, cái kia không có không. Chà đi. Cái gì cũng tự ngon. Muốn lông là có lông. Thấy chưa? Đá dữ luôn. Rồi thử miếng nè. Giòn hả? Rồi làm miếng đi. Cái gì ta? Ăn
trưa nha, ăn chay rồi đàng hoàng. Ngon. Thôi mười món bế đi. Vô phải 200% á, đem lên lần hai món. Thôi vô. Tự nhiên rồi bây giờ là nói vậy cái ăn chắc khách là vậy là hai thằng này nó đẹp trai thì anh phải cho anh nói nó đẹp trai chứ. Mày anh nói có đúng không? Cái mẫu người mà cũng làm hai hai cái này cái đó. Đây nè, hiện giờ em bán là bán cái này nè. Rồi giờ thử con sò lông coi. Giống như là viên sủi nó cái đó nó có bột sủi ra nước. Ho màu. Giúp gì? Giúp gì? Đã thông kinh mạch từng hồi hết. Rồi đó rồi. Ai mà bị ngồi xuống đứng lên mà bị chóng mặt á. Rồi, chân tay mà uống bia rượu nhiều mà chân tay rung này nè, rung. Cầm ly không nổi luôn không? Cầm ly không nổi thì uống này vô thì cầm ly uống dữ hơn. Ngon. Chấm mẻ lạ không? Ngon. Xuất hiện lúc đó anh em mình là đầu thai mấy chục kiếp, không phải mấy chục mà là mấy ngàn kiếp. Đâu bà tiên đáng có 300 năm thôi. Đâu bà tiên đáng có 5 ngàn. Bây giờ có thằng nào Ấn Độ tiên đoán được chứ cha. Rồi bà tiên đoán vậy à, đâu nhóm có hả? Sống vậy được nhóm nhóm có bên Ấn Độ có thằng nào tiên đoán bả thì giờ tiên đoán bả rồi giờ có thằng Ấn Độ là cái đứa bé nhỏ nhỏ đó. Cái đứa bé nhỏ nhỏ là Ấn Độ á. Nó có thể tiên tri được những người đó hay ha. Trong đầu nó phát ra cái tín hiệu đó. Và những cái mà kiểm chứng là những cái mà bà Văn An nói là đều có chính xác mà độ chính xác cao. Bà tiên đoán 70-80% đến 5070 mấy mà. Ôi trời, bà tiên đoán dữ quá, lúc đó đâu còn sống. Có cái đại dịch đó. Lúc đó chuyển kiếp. Ờ, đại dịch nè. Đó, đại dịch đó. Đó có một cái đại dịch. Rồi bà toàn cầu tiên đoán đúng là ông Trung bị bệnh này nọ đó. Bị bệnh rồi xong là tổng thống Mỹ cuối cùng quay lưng bỏ đi là ông Trung này. Tổng thống mới 45 là sắp sửa là ông sẽ đi. Nhưng mà ông đi kiểu gì không biết. Mình biết là cái giờ đó thì từ lâu mình coi qua báo ký các thứ thôi chứ mình không biết tại cái là độ chính xác như nào mình không biết. Chú ý là tuyên đoán về quá dữ. Bả tiên đoán là hai tòa nhà dọc dài của Mỹ bị con chim sắt lâm xuống, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tàu ngầm kết của Nga đó là nằm ngủ yên dưới biển đó là bả tiên đoán đó. Những cái sự kiện bả tiên đoán rồi. Bả tiên đoán đó. Bây giờ anh em mình tiên đoán không được. Được sao không được? Từ đây chiều uống bao nhiêu lon? Có cái đó là về tương lai đó. Thế nào cũng có món thứ ba. Món thứ ba để ra đời là anh em mình chuẩn bị phê. Mà món thứ ba rồi á là cái lon là mọi người đây, mấy lon đó. Từ đây có chiều sẽ là hơn chục lon. Hụt sò. Để hụt sò đúng không? Cái gì? Không phải hụt sò mà đá quý. Anh này là bên BNC 15.000 cái hộp này. Cái này là vàng mấy anh này nè. Đây không? Em, anh này là BNC còn anh là bên Mi Hồng. Cho nên là không có nói giỡn nha. Anh coi là anh biết liền. Em mua Mi Hồng chỗ nào? Rồi,
ghé ngay chỗ My Hồng và Lê Quang Định. Lê Quang Định mới làm đây trong lòng chặt một cho 250 Lê Quang Định. Ông nào quá ra bà Diễu. Cái chỗ bà Diễu này không mắc. Không, tại chỗ cái chỗ 250 Lê Quang Định anh sẽ giảm giá cho em. Chỗ đó là chỗ ảnh ngồi. Ảnh ngồi ghế của ảnh đó. Chứ đi chỗ khác đâu. PNC thì gặp anh này. Ủa rồi cuối cùng bia anh đâu? Gì vậy? Ủa rồi bia đâu? Ba lon mà chạy biết sao ba lon. Không, đưa vậy. Ủa? Không, chắc có lẽ là đưa vậy. Anh vậy nè. Ủa? Đưa vậy nè. Ủa? Đưa vậy. Vậy hả? Đưa vậy không? Đưa ai vậy? Ủa? Không phải đưa vậy. Không phải. Hồi nãy đưa vậy nè. Đưa em vô. Đem lại luôn mấy đưa vậy nè đúng không? Ủa vậy nè mấy con đưa thôi thôi anh không quen đưa vậy bây giờ dày á em dày hay dày dày là có hai ngón à anh quen vậy à ốm là dày đi anh đi không ai giống anh chứ không ai giống anh đó vậy nào hai chỗ nào á mê chỗ vậy đứa nào vậy mới hai chứ thôi bây giờ em có động tính là em có nên bỏ không? Không, em quên kia đứng á. À, ngắn quá hả? Dạ. Em quên kia đứng á. Đứng đây tại quay video. Không phải không, không phải nó có dính dáng nhưng mà anh muốn chỉ cái này cho mẹ anh coi. Qua đây đó. Trời ơi, mình thơm vậy con nhỏ này kêu hôn. Có thì tôi mình trả luôn hết luôn. Rồi, bây giờ lên 4 chốt rồi đó. 4 chốt rồi nhưng mà chốt này bắt đầu lại. Đừng có cho chốt ăn xong. Chốt ăn xong là mình thua. 5 chốt rồi tháo xe ngựa tướng rồi. Vô. Đọc. Cho anh này cái menu. Cái menu gọi món. Kiểu em này nè. Em nấu trắng hả? Cái gì vậy? Không hồ quẹt á. Ơi, bên đây, bên đây, bên đây. Ở đây anh này kêu nè. Nhưng mà đây đâu có chữ chứ gì đâu trời. Bây giờ chỉ gì? Dạ không biết chữ, dạ chỉ cho món nào thôi con. Chỉ lại món. Món này nè. Rồi để anh chỉ. Món gì ạ? Cái lúc lột hèm. Rồi em chỉ nhưng mà anh đi ăn gì? Nhưng mà nguyên con thôi. Anh có ba người ăn chưa luôn á. Anh cái gì? Cái lúc lột hèm. Cái lúc phải không? Dạ. Trời ơi, muốn bắt. Để về em uống. Điều cá lóc đó làm mấy món hay là chỉ một món nữa? Từng lượng cá là phải làm hai món. Em ra đây em nói đâu món nào? Con cá làm hai món hả? Rồi em qua đây nè, qua đây em cũng. Qua đây cái đó kìa. Không có đâu. Ở cái đó có sao đâu. Cái đó nó đâu có làm em gì đâu mà em lo. Thôi hồi nãy anh chưa nói. Em chỉ là cái ý là cái món đó là chỉ một món rồi của đầu cũng được mà từ hậu ta nấu cái gì đó mẻ không hèm mẻ mà cái gì á em là nấu rượu á hả hèm rượu á cơm rượu á cơm rượu á nấu rượu á nhưng mà ý là về có làm mấy món cái món cá lóc mà bị cái ruột mà cái lóc như là sâu dạ con nó cá lóc nó chỉ là một món mà tại vì cái cỡ mà ký hay là cỡ bằng cái tay em đúng không do anh cầm cái chốt để anh biết coi chừng mất nhẫn mất nhẫn nha cầm vô là thuộc mất nhẫn cái đầu nằm đây rồi cái đầu cái mất nhẫn mất nhẫn ấy nha dở ngoài cái lóc nhỏ thôi cái lóc nhỏ nó nhỏ quá cái lóc đồng á nhỏ thôi nhỏ thì đồng ở dưới quê luôn á miền tây phải không là ở đâu rồi Cà Mau lấy kêu món nào ngộ ngộ là lạ không được á cá lóc mới được thử đi không đâu không quan trọng là nó nếu mà đúng cá lóc đồng thịt nó phải dai nha đúng thì là anh
dưới Đồng Tháp một tí, đừng ngay chỗ mà chằm chim, kể cả con cá lóc mà bự cỡ này luôn. Mặt cá lóc của vườn quốc gia đó, cá lóc của quốc gia bự cỡ này nè, mà thịt rất là da, chứ không phải là thịt, đó là cá lóc bự mà thịt da. Còn những con cá lóc nuôi thì tôi cũng đi rồi. Đúng rồi. Thôi vậy em làm theo ý của anh nha. Thịt nó phải dai mới là gọi cá lóc đồng. Em không biết là nó dai không nha. Nhưng mà giờ phải ăn cái khúc đó rồi coi dai không thì thịt. Vô. Ở đây. Chọc quá phá. Ăn cái khúc đó dai thì cá lóc dai giống vậy thì mới là chuẩn. Em anh này anh kêu gì kìa? Anh hỏi em. Này nè, qua đây đứng. Tại vì đứng nói chuyện, em nói chuyện hơn. Đứng nói chuyện với anh á hả? Là anh này anh kêu à. Nhưng mà đứng này là em nói chuyện. Anh này coi hướng. Đúng không? Qua đây đứng đi anh. Ba anh đều hướng về đây nó dễ hơn. Không, qua đây nè, qua đây. Qua đây nè, qua đây anh lên. Qua đây nó dễ hơn. Qua trước cho đi. Mặt xíu rồi. Nè, nó nghe. Chơi đâu đâu. Anh đi hỏi em một cái thôi, anh biết cái này nè. Hỏi lên đây. Hỏi thiệt. Thôi gì, thơm gì, trà bông cam mây gì thôi. Hồi nãy á, không ai để ý. Cái giữ gì được. Giữ gì để ý. Cái này nằm ra là anh mặc ẩm thôi. Anh không có nói cái này, cái chữ nè. Chữ nghĩa là cái gì? Nè, anh dịch cho cái chữ đó cho. Cái chữ này là tiếng bỏ trước. Có cái chữ với tiếng Nga. Tiếng Nga. Không vậy mới đọc được nữa. Đây nè, tiếng này là đề. Nè, nó nghe là cái này là đề phòng à, giữ. Lipstick. Có nghĩa là cái người lipstick là cái người mình được mà môi được, đúng cái không? Cái thỏi son. Đúng rồi, cái này là in ngược. Nó in ngược. Không, vậy là em phải vậy, không phải em phải bận ngược lại. Rồi đi trồng chuối đi. Em phải trồng cái áo ngược lại. Không được, trồng chuối. Cái này là lipstick và thỏi son. Là không, phải vậy mới đọc được nè. Của vợ anh thôi, nhưng mà ông anh vợ của anh bỏ ra nào. Nói nè. Nói mỗi lần nói nè. Dễ. Trời, cái này mà cũng dùng đồ khui nữa. Họ kêu bỏ cái từ đó là bỏ không được. Móc đi, mà gãy móng tay luôn. Dạ, đúng rồi. Nó bị ăn vô đây nó bị đau. Tháo móng đi. Móc đi dễ. Rồi vô, lên đúng 5 con chốt là xong. Phải không? 5 con chốt là lên lộ ghê, vàng hàng. Rồi nó khuyến mãi đó. Tại cái nó hấp lên sập kìa. Hấp hèm á, thấy không? À, hấp hèm cái món này ngon nha. Hấp rượu á, hấp rượu. Coi cái lóc hấp hèm sao nha, có đủ diễn không? Wow. À, các bạn có thể thấy cá lóc hấp hèm. Nguyên con cá. Hấp hèm là gì á, chưa bao giờ ăn, hôm nay là lần đầu tiên ăn thử. Hèm là người ta nấu rượu á. Hèm là rượu á hả? Người ta nấu rượu á, cái bã mà gạo á, để nấu rượu á thì là nó ra cái bã rồi gọi là hèm. Lạ quá. Thường là cho heo ăn. Ừ. Thường là cho heo ăn. Hèm là cho heo ăn. Bây giờ người ăn. Ôi vô nè. Vậy là món này cũng là món mới hả? Món mới luôn. Món lạ, người ăn lạ. Để mà tăng trưởng rồi ăn kích thích ăn cho nó mạnh á. Wow. Bộ béo á. Bộ béo á, bây giờ bộ béo qua người đó. Rồi bây giờ chờ xôi nha. Chúc mừng món mới. Trời ơi, xôi luôn, vung vật luôn. Bởi vì cái bí quyết đó nhiều người nghe đâu biết. Chỉ đơn giản vậy. Thôi bây giờ về vô ngay đó. Ý là cái dĩa lên đi, cái dĩa cơ sát là được. Không, lấy cái muỗng. Em làm một cái cái là anh ăn hết luôn, mắm muối luôn. Cá bự á. Đúng rồi đó. Cá này 700 gram không? Dạ. 700 gram không? Cá gỡ 700 gram là ngon rồi chứ nhiều quá không ngon. Rồi rau chín rồi đó, gắp rau đi. Bỏ rau mới rau đi. Rau này ăn ngon á. Cái chua chua. Uống hả? Không uống nhưng mà rau ngon này nó mềm. Chua chua.
muốn rồi. Muốn mới bỏ rồi muốn này không. Cái rau muống này bỏ đợt trước rồi. Hết đây, bỏ thêm. Ăn đi chua chua được. Cá mẹ, chuối xanh, cá ớt. Cá ớt, ớt nè. Đó, thấy chưa, đã không? Dầu về mà sao xỉn được. Ủa, tỉnh luôn đó, hai miếng ớt quá dữ luôn. Cá là múc qua đây, thấy chưa? Ớt gì chứ không cay đâu. Rồi. Rồi, quay vô này nè, hết rồi. Rồi lên chốt luôn, lên chốt 5 con luôn, lâu ghê rồi. Bây giờ đều nha. Rồi anh là có 5 con chốt rồi, bây giờ lên con pháo. Rồi em biết đánh cờ tướng không? Rồi em biết đánh cờ tướng là đánh cờ tướng là 5 con chốt lên 2 con pháo. Tướng chỉ tượng cho nó mà. Em biết không? Ờ đúng rồi, tướng xác. Tướng xác phải kêu tính. Đấy, ok, chính xác vậy luôn á, tướng xác á. Năm con chốt đúng như vậy sao hả? Thử con cá Cà Mau đi. Thử cá Cà Mau đi. Rồi ăn cá Cà Mau đi nè. Thử cá Cà Mau đi. Thôi mời hai anh ăn thử cá Cà Mau. Thử cá Cà Mau coi chắc không nha. Chứ ăn mà nó không ok để thành cà chớn á. Cá Cà Mau. Thử nha. Ok không? Cá Cà Mau anh. Ngon là phải ok vậy. Đó. Ok không chứ vẫn. Nó bị mặn rồi, chắc có lẽ là để thử cái khúc này coi nó dai không. Chứ mình chưa thấy nó dai nha. Chưa thấy dai nha. Để mà thử nó dai nha. Dai mà đủ sắc nha mọi người. Không, nhưng mà con cá mà ăn dai nhất là hai cái chỗ này chút mình chỉ ra. Trời ơi, đúng rồi, dân miền Tây lên nè. Đó, ăn dai với thịt gà luôn nha. Cái đó là dân nhậu được ăn nha. Cái đầu á, cái đầu con cá là cái khúc mà hay mang nè. Ơi, dân nhậu được ăn cái đó đi nha. Sạch ra hoàn má. Rồi, đó, ăn mừng đúng rồi chưa? Đúng, đó đúng. 1, 2, 3, đúng. Đó đúng, thử. Bao gì vô cái đồ cá này nè. Đó, cái này là uống thêm 3 lon nữa nè.